Đúng rồi, đến từ kênh Bóng Chuyền HD, kênh VSD Capeto Volleyball, fanpage Bóng Chuyền HD Live và thương hiệu Bóng Chuyền VSD. Xin kính chào quý vị và các bạn. Xin chào tất cả anh chị em yêu bóng chuyền Việt Nam. Xin mời mọi người đến với giải bóng chuyền sinh viên Hà Nội năm 2022. Sau đây sẽ là trận đấu giữa Đại học Mỏ Địa Chất ở bên này màn hình của quý vị và các bạn, trong trang phục trắng xanh. Và bên kia là Học viện Tòa án, cũng trong trang phục xanh đen. Thể thức thi đấu là 3 tháng 2. Đấu đầu tiên, Học viện Tòa án xin được đồng dòng chơi. Và đây là trận đấu thứ hai trong buổi sáng ngày hôm nay, và là ngày thứ tư diễn ra của giải đấu. Trọng tài chính điều khiển trận đấu này là Ngọc Con, đến từ Thái Bình và là cựu sinh viên của thể thao Từ Sơn Hà Nội. Xin lỗi, thể thao Từ Sơn Bắc Ninh. Học viện Tòa án sẽ là đội phát bóng. Trận đấu bắt đầu 0-0. Phát bóng lỗi. Điểm cho Đại học Mỏ 1-0. Trận này dự sẽ là một trận đấu hay hơn so với trận buổi sáng ngày hôm nay. Và bỏ nhỏ tốt của Tòa án. Mình sẽ gọi Tòa án và Mỏ anh chị em nha. Điểm 1-1. Chuyền một tốt. Đánh chồng. Bật rất cao và bỏ nhỏ thành công. 2-1. Toàn quyền hất 72 từ xuống nhỉ. Hất 72 được không? 2-1 cho Địa Chất. Một pha lao lên, đáng tiếc là bóng ra ngoài. 3-1. Là số 9, chủ công bên phía Học viện Tòa án. 3-1 cho Đại học Mỏ. Xin chào 380 anh chị em, cảm ơn mọi người rất nhiều. Đây là một trận đấu hay, hay hơn trận đầu tiên trong buổi sáng ngày hôm nay. Trời ơi, một pha tấn công có lẽ là trượt tay. 2-3. Điểm cho Học viện Tòa án 2-3. Lúc này thì chủ công 1m65. Mình sợ còn không được 1m65. Số 97 đã lên hàng công rồi. Chúng ta hãy cùng chờ một pha tấn công đầu tiên của anh. Đó là Thanh Hải. 4-2. Điểm cho Đại học Mỏ 4-2. Biên hai đi, chuyền hai, không phải, đánh nhanh. Và ra tay tốt của phụ công Anh Hòa. Điểm cho Học viện Tòa án 3-4. Và xử lý chưa thành công của Tòa án. Điểm cho Đại học Mỏ 5-3. Chuyền một tốt. Bóng ngoài sân. Tấn công ra ngoài. 6-3. Điểm cho Đại học Mỏ 6-3. Biên hai. Chắn bóng lọt càng. 4-6. Điểm cho Tòa án 6-4. Xin lỗi, 4-6. Chưa qua lưới. Điểm cho Đại học Mỏ 7-4.
phản công cho Đại Học Mỏ. Và phòng thủ rung mất rồi. Tiếp tục là cơ hội cho Đại Học Mỏ. Vẫn là biên ai. Một pha ra tay tốt. 8-4 cho Đại Học Mỏ. Pha trung sao đã thẳng vào ngực của các cầu thủ Đại Học Mỏ. Một pha ra tay rất nhanh và gọn của bên phía tòa án. Phòng thủ một tay tranh chấp. Không được rồi. Điểm cho Đại Học Mỏ 9-5. Thầy sáng không để ý bên kia vừa quay quả thẳng đường. Nghe tiếng bóng thôi nhỉ. Bột. Điểm toán 6-9. Đánh trận mấy, trận 4 là 4. Phải thương ngon rồi. Điểm cho tòa án 6-9. Thương mại tranh chấp. Bóng trong sân vẫn là số 2 cầu thủ tay trái. Điểm tòa án 7-9. Có nhãn cả quan cực kỳ tuyệt vời. Chính là số 2 người đã có một pha quay vào ngực của một cầu thủ phòng thủ bên phía Đại Học Mỏ. Điểm cho Học viện Tòa án 7-9. Bóng đã chạm lá cây ra ngoài. Điểm cho Đại Học Mỏ 10-7. Anh về à? Rồi bóng là Quang Trung. Một pha sang bóng lỗi của Học viện Tòa án. Tiếp tục là Quang Trung. Chuyền hai của Đại Học Mỏ sẽ thực hiện và phát bóng. Hôm qua bọn nói chuyện toàn Nghệ An đấy. Tấn công tốt của Học viện Tòa án. Điểm cho tòa án 8-11. Đánh chồng. Một pha chắn bóng bắt bài của các cầu thủ tòa án. Không có cơ hội nào cho hàng phòng thủ và yểm trợ. Thì bóng đi rất nhanh và mạnh. 9-11. Đánh nhanh, không có chắn. Ta phối hợp lừa chắn tốt của chuyền hai Quang Trung. Điểm cho Đại Học Mỏ 12-9. Xin chào 430 anh chị em. Phát bóng lỗi. Điểm tòa án 10-12. Điểm cho tòa án 10-12. Chào chú. Ừ. Ngồi đấy, ngồi đấy. Ghế trọng tài. Điểm đấy chất 13-10. Xây dựng hôm qua tính thua đấy nhỉ. Điểm cho Đại Học Mỏ 13-10. Sau thấy nó hồi rồi. Mặt xị, về sau mặt xị để chuyển. Phòng thủ tốt, vẫn còn. Hoàn hồ nỗ lực của các cầu thủ Đại Học Mỏ và bóng trong sân. Điểm bỏ đến chất 14-10. Một pha cứu bóng không tưởng.
Nguyễn Tú vừa rồi cứu bóng và đã mắc chân vào lưới không ra được. Đồng đội của anh có một pha đẩy về cuối sân và bóng lại trong sân. Cơ hội cho Tòa Án phản công. Bên ai 1m65 không được rồi. Đó là một pha tấn công chưa qua lưới. Đội này mấy thằng này đánh rất hay, nhưng xuống dưới VHD gặp cái thằng đó nó đánh không nghe gì cả, toàn luôn đôi công toàn luôn. Điểm cho Đại học Mỏ 15-10. Hôm qua số 11 của Học viện Nông nghiệp thế này cái gì bản dự rồi anh? Không phải dự, cậu khác ở cậu số 11 thấp hơn ấy. Đúng rồi, thằng cường à, đôi công thua Jin đây, đánh 6-6 rồi anh khiếp lên đi. Để đi đánh kèo khác. Kèo khác. Rồi ý của Tòa Án đã hết, hai đội tiếp tục trở lại thi đấu. Điểm cho Đại học Mỏ 15-10. Đánh nhanh. Bên hai đi, có phải bên 4. Một pha tấn công tốt. Bóng bung hàng rào chắn ra ngoài rất xa. Điểm cho Tòa Án 11-15. Phát bóng cho Tòa Án là phụ công Anh Hòa, cầu thủ cao nhất trên sân. Đánh nhanh. Nói cả hai bên Tòa Án và Đại học Mỏ đều sở hữu những cây chuyền hay xuất sắc. Phát bóng là Hoàng Đỗ. Lên toàn thẳng kia. Bên hai, phòng thủ 6 lùi của Thanh Hải. Chắn bóng ra ngoài. Bên phía Tòa Án phụ công Anh Hòa đã phòng thủ rất lăn xả. Đáng tiếc là pha phòng thủ của anh chưa thành công. Điểm cho Đại học Mỏ 17-11. Trọng tài sẽ định bóng trong sân. Đó là chủ công số 97, 1m65, còn thấp hơn cả chuyền hai. Có một pha ghi điểm tốt từ vị trí số 3. Vẫn còn. Không được rồi. Lúc này thì bên phía Đại học Mỏ đã có Libero. Libero là cầu thủ co to cao nhất trong đội hình. Không những cao nhất mà lại còn to nhất. Điểm cho Tòa Án 13-17. Thanh Hải. Một pha tấn công tốt từ vị trí bên hai. 18-13 cho Đại học Mỏ. Bên phía cầu thủ dự bị của Đại học Mỏ có bàn áo đen dài tay, mình nhìn rất giống thầy Lộc Phụ Hồ. Lát mình sẽ quay. Tấn công chưa qua lưới. Điểm cho Học viện Tòa Án 14-18. Đúng giống thầy Lộc Phụ Hồ sao? Giống nhỉ? Giống Lộc Phụ Hồ thế. Thanh Hải. Xin chào 420 anh chị em. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Quang Thanh. Phòng thủ tốt. Phá chắn thành công. Đó là pha phản công của Học viện Tòa Án. Điểm cho Học viện Tòa Án 15-18. Bên phía Đại học Mỏ xin tạm dừng chiến đấu để hội ý. Học
viện tòa án mới là viện sắt anh ạ. Học viện tòa án. À, giải đấu được tổ chức tại Đại học Hà Nội nha. Các bạn nam nào mà chưa có người yêu thì cứ ra đây xem. Ở đây rất nhiều con gái và các bạn đều là sinh viên. Đã hết thời gian thử ý, 12 đồ có trường hợp kinh tế là bán kết rồi. Bán kết thì tránh được kinh tế. Nhưng mà bán kết sẽ không. Quang Nhâm Lê quay trực tiếp mà không có tua lại là dở rồi. Ok bạn nha. Quang Thành một pha tấn công trên chắn, đáng tiếc là bóng ra ngoài. Lúc này thì chủ công đến từ Indonesia, cao 1m65, thực hiện một pha phát bóng cho Học viện Tòa án. Và ra tay tốt của anh Tú. Quang Thành hay anh Tú đây. Tiếp tục là anh Tú hơi thấp. Một pha kiến tạo hơi thấp. Và điểm cho Tòa án 17-18. Quý vị và các bạn đang theo dõi, đây là diễn biến của hiệp đấu đầu tiên giữa Học viện Tòa án và Đại học Mỏ Địa chất. Đây là trận đấu thứ hai trong buổi sáng ngày hôm nay và là ngày thứ tư của giải đấu. Trọng tài Ngọc Con xác định bóng trong sân. Điểm Mỏ Địa chất 19-17. Nhưng trọng tài biên vẫn ra hiệu bóng ra ngoài. 19-17 cho Đại học Mỏ. Biên này. Ba bàn sau đó là Thanh Hải. Một pha tấn công đầy bất ngờ của các chàng sinh viên. Không hề có chắn. Sinh viên đánh ba bàn sau. Quá uy tín anh chị em ạ. 20-17 cho Đại học Mỏ rồi. Phá chắn vẫn còn. Nhét đi. Không phải nhét mà là vỗ. Lần này thì là một pha phá chắn tốt. Đó là Hà Lương Minh. 21-17 cho Đại học Mỏ. Rồi phản công cho Mỏ Địa chất. Lần này thì tấn công chưa qua lưới. Đó là một pha bổ y của Hà Lương Minh. 18-21 cho Tòa án. Biên ai. Bóng chưa qua lưới. Quyết định của trọng tài là hoàn toàn chính xác. 19-21. Lúc này thì hai đội đang mặc áo đôi. Và chúng ta hãy chờ xem bên nào, Tòa án hay Mỏ. Wow, tuyệt vời. Số 8 có mái tóc đan trường, vừa ra một pha tấn công về y Hoàng Lương Minh hoặc là Hà Lương Minh gì đó. 22-19 cho Đại học Mỏ. Wow, đó là một pha tấn công trên chắn rất nhiều. Đó là chủ công anh Hoa. Có lẽ anh cao đến 1m88. Một pha tấn công chung ở vị trí số 3 trên hàng rào chắn đôi của Đại học Mỏ Địa chất. Điểm 20-22. Tranh chấp. Tiếp tục tranh chấp. Một pha tấn công như ném gạch của bên phía Đại học Mỏ. 23-20. Đại học Mỏ đều là các chàng trai bé hạt tiêu, nhỏ mà có võ. Họ chỉ khoảng 1m75 đổ lại thôi. Tiếp tục anh Hòa rồi sang ngay. Cơ hội. Số 3 vút. Đánh trong.
Một pha chắn bóng lọt càng của chủ công Thanh Hải. Điểm cho Tòa án 21-23. Lúc này đến thời điểm căng thẳng rồi. 21-23. Điểm bò đến chất 24-21. Điểm cho Đại học Mỏ 24-21. Họ đã có set point 3 còi để quyết định cho ván đấu đầu tiên. Và Kiến Tạo đánh nhanh lỗi, bóng bay thẳng vào hàng rào chắn và lọt càng. Phá chắn tốt. Để mình xem đó là ai. Số 9. 22-24. Phát bóng là chủ công Anh Hòa. Thanh Hải không được rồi. Phòng thủ lỗi đầy đáng tiếc. Vâng, Anh Hòa đã đấm bỡ cả bảng điện sau khi phòng thủ chưa thành công. Bảng điện có lẽ đã có một vết thủng rất lớn. Và ngay lập tức anh đã bị lãnh đội có lẽ là nhắc nhở và kết thúc hiệp đấu đầu tiên. Bên phía Đại học Mỏ đã có chiến thắng cho ván đấu đầu ở điểm số 25-22 và hai đội sẽ đổi sân. Mời mọi người đến với hiệp đấu thứ ba. Xin lỗi, hiệp đấu thứ hai. Hiệp đấu thứ hai thì Học viện Tòa án bảo vệ phần sân bên này. Bên kia là Đại học Mỏ Địa chất. Hiệp đấu đầu tiên thì Đại học Mỏ đã có chiến thắng ở điểm số 25-22. Và Đại học Mỏ sẽ là đội phát bóng cho hiệp đấu thứ hai này. Chuyền một tốt. Tranh chấp của Bách Hoa là chuyền hai số 10 có lẽ đau chân rồi. Một pha tranh chấp và hai cầu thủ của Học viện đã dám lên nhau. Điểm 1-0 cho Học viện Tòa án. Nhưng hai thằng kia đánh tốt thật. Đánh đa dạng như người dân. Một pha tấn công tốt của Hà Lương Minh. San hòa 1-1 cho Đại học Mỏ. Điểm tòa có 1-1. Một pha len bóng trong sân, rất may mắn là không có chấn thương. Thiếu chút nữa thì đã xảy ra chấn thương rất nguy hiểm. Trường Bách Hoa kinh tế thì được nó gần nhau, chúng nó cứ đi đánh với nhau suốt. Quả bóng cho Học viện đó là chuyền hai Thế Cường. Một pha tranh chấp tốt của chủ công Anh Hòa. Điểm cho Học viện 3-1. Chủ này Thế Cường đang đi đôi giày của thương hiệu bóng chuyền VSD. Mẫu này có giá là 860.000 nhưng hiện đang được bán với giá là 680.000. Anh chị em nào có nhu cầu thì nhắn tin vào fanpage bóng chuyền HD Live mọi người nha. Đó là mẫu chuyên cài sân bê tông, có lót giảm chấn đỡ hại gối và lưng. Đánh nhanh. Bóng lọt càng. Điểm cho Đại học Mỏ 2-3. Điểm bỏ đề chất 2-3. Đánh nhanh. Vẫn là những pha tấn công cao tầm của Anh Hòa. Cả hai bên đều sàn sàn nhau. Tự nhiên lại có số 3 lớn hơn hẳn. Đó
này từ bên này. Điểm mỏ đối chất 3. Điểm cho Đại học Mỏ 3-4. Không được. Và tấn công chưa qua lưới của Tòa án. Sona điểm số 4 đều cho Đại học Mỏ. Tấn công cướp cò của Thanh Hải 5-4 cho Đại học Mỏ. Chắn bóng tốt, điểm cho Đại học Mỏ 6-4. Phát bóng ngắn rất khó chịu. 7-4. Không có ai hiểm trở cho hàng công. Và chắn bóng. Quả bóng rơi tự do trên phần sân của Học viện Tòa án. Tiếp tục là phát bóng ngắn. Thái Bảo. Phòng thủ tốt của anh Hòa. Trọng tài xác định bóng chạm chắn ra ngoài. Trường trường cao đẳng FPT về đăng ký thi đấu. Xin mời trường cao đẳng. Xin mời mọi người một nhìn một hình ảnh rất đẹp. Tất cả các bạn gái ở phía ngoài đang đứng qua song cửa để xem các bạn nam thi đấu. Giao thông. Cả phía sau cũng vậy. Bên phía Tòa án có sự xoay bát nhang. Bát nhang được xoay ở vị trí số 97, Tuấn Linh được cho ra nghỉ. Và số 18, Văn Duy được tung vào sân. Một chủ công rất cao. Ngoài sân, điểm của đối chất 5-8. Đang mỏ phát bóng ra ngoài. Điểm cho Tòa án 5-8. Phòng thủ tốt. Và phòng thủ tốt Thái Thế Cường. Đáng tiếc là bên phía Tòa án lại chạm lưới trong pha bóng vừa rồi. Điểm cho Đại học Mỏ 9-5. Cao đẳng FPT về đăng ký thi đấu. Chắn bóng của Thanh Hải. Điểm 10-5. Xa. Cho ai đây? Cầu thủ vừa vào sân, Văn Duy. Và tấn công đầu tiên của Văn Duy mang về điểm số thứ 6, 6-10 cho Học viện Tòa án. Thanh Hải, phòng thủ của anh Hoa.
bám chắn. Phá chắn thành công của Quang Thanh. Điểm cho Đại học Mỏ 11-6. Điểm đó 11-1. Quán Thanh trên chắn. Và tấn công tốt của chủ công số 16 bên Đại học Mỏ. Điểm 12-7. Một pha phòng thủ chưa thành công, điểm cho Đại học Mỏ 13-7. Điểm Mỏ Địa Chất 13-7. Điểm toán 9-13. Cho Toán Thái Bảo phá chắn tốt, mặc dù chỉ cao khoảng 1m68 thôi, Thái Bảo bật rất cao, ra tay tốt. Ở phía Đại học Mỏ xin tạm dừng trận đấu để hội ý. Mình chưa nhìn được bảng điểm, ban tổ chức họ để những chai nước đã bị che khuất tầm nhìn. Có lẽ là mọi người đang bận làm việc. Ban đầu là hơn 600 lượt xem và bây giờ còn 325 anh chị em. Anh chị em lại cho đối phương xin một chia sẻ đi mọi người. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Những trận đấu hay của các bạn sinh viên, thi đấu bùng nổ, nhiệt huyết, đầy cố gắng. Và đây là giải bóng chuyền truyền thống, 3 năm rồi mới lại có giải. Bóng chạm tay ra ngoài. Điểm Mỏ Địa Chất 14-10. Điểm cho Đại học Mỏ 14-10. Không được. Một pha phối hợp chưa thành công. 15-10. Điểm cho Đại học Mỏ 15-10. Học viện Toán cố lên. Chuyền một dung. 16-10 cho Đại học Mỏ. Tiếp tục là một pha chuyền một bung. Điểm Mỏ Địa Chất 17-10. Điểm cho Đại học Mỏ Địa Chất 17-10. Như vậy là ván đấu thứ hai gần như đã an bài, khi Đại học Mỏ thiết lập ra 7 điểm cách biệt và họ đang có một chiến thắng ở hiệp đấu đầu tiên.
lợi thế rất lớn. Thái Bảo và chắn bóng lọt càng đầu và tấn công uy lực của Thái Bảo. Điểm cho Tòa Án 11-17. Và tấn công như búa bổ của anh Tú. Điểm mỏ địa chất 18-11. 18-11 cho Đại học Mỏ. Thực sự các bạn bên phía Đại học Mỏ có chiều cao khiêm tốn, nhưng sức bật và ra tay thì không hề kém cạnh bất cứ một cầu thủ nào của giải đấu này. Lỗi chạm lưới của Tòa Án, điểm cho Đại học Mỏ 19-11. Thái Bảo và chém bóng tốt. 20-11. Điểm cho Đại học Mỏ 20-11. Bên phía học viện Tòa Án xin tạm dừng trận đấu để hội ý. Bên phía học viện Tòa Án không có huấn luyện viên, các bạn tự chơi với nhau và tự hội ý. Trận đấu được tiếp tục trở lại 20-11. Điểm cho Đại học Mỏ 21-11. Chắn bóng thành công của Thanh Hải 22-11. Không biết bên phía học viện Tòa Án dừng ở con số 11 này đến bao giờ. Phải lên được 15. Tấn công tốt, vẫn là Thái Bảo mang về điểm số thứ 12. 12-22. Phát bóng kiểu thế nào cũng được, nhưng mà vừa rồi lại là một pha phát bóng may mắn có điểm trực tiếp. Và phòng thủ lỗi của Tòa Án, điểm cho Đại học Mỏ 23-13. Thế thì sau con em có 1 tháng ạ? Mình đi học lâu rồi. Em cũng thế mà cũng phải tham. Thái Bảo tranh chấp. Hai kênh 13. Điểm cho Đại học Mỏ 24-13. Họ đã có set point rồi. Sáng về ngoài tôi lâu chưa? Hôm nay được lâu rồi nha. 5 rưỡi rồi. Em biết ạ. Điểm Tòa Án 14-24. Điểm cho Tòa Án 14-24.
năm ngoái thừa một nghìn nữa. Phát bóng ăn điểm trực tiếp của Thái Bảo. 15-24. Bỏ nhỏ của Thanh Hải. Kết thúc hiệp đầu thứ hai. Đạt Mỏ giành chiến thắng ở điểm số 25. 25-15. Vì bảng điểm bị lấp anh chị em ạ. Chung cuộc Đạt Mỏ giành chiến thắng 2-0 trước Học viện Tòa án. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi trên kênh YouTube Bóng Chuyền HD, kênh YouTube VSD Capeto Volleyball, fanpage Bóng Chuyền HD của thương hiệu bóng chuyền VSD. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những trận đấu tiếp theo.